Kính chào quý vị khán giả. Nam Bộ chiều nay mưa sẽ giảm hẳn, còn ở Bắc Bộ, Trung Bộ thì vẫn có mưa rông, nguy cơ cao xảy ra sét đánh. Trên bản đồ dự báo mưa có thể thấy sau khoảng 13 giờ bắt đầu xuất hiện những vùng màu xanh của mưa và sẽ mưa nhiều hơn vào thời điểm 16-17 giờ, tập trung ở phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La và Yên Bái. Đây cũng là khu vực có nguy cơ xảy ra dông sét cao. Một khu vực khác cũng cảnh báo mưa dông chiều nay, đó là Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đó ở vùng núi Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có điểm mưa to, là những nơi màu xanh đậm và xanh lá ở trên bản đồ này. Tại đây thì cũng có nguy cơ sét đánh rất cao. Chỉ mới hôm qua, sét đánh đã gây thiệt mạng một người ở Sơn La khi đang đi cấy lúa và làm thiệt hại 6.000 con gà ở Hải Dương. Trước dự báo sét vẫn có nguy cơ cao xảy ra trong chiều nay, nếu thấy cơn dông kéo tới, người dân tuyệt đối không làm đồng làm việc ngoài trời. Cần tìm nơi kiên cố để tránh trú. Các trang trại thì cũng cần có biện pháp phòng tránh sét. Về nhiệt độ Bắc Bộ, do trời lúc mưa lúc nắng nên không mát hẳn được. Cao nhất chiều nay ở thủ đô Hà Nội và các thành phố trong khoảng 31-34 độ. Ở Trung Bộ, nhiệt độ khắp các thành phố từ Thanh Hóa xuống đến Phan Thiết cũng trong khoảng 32-34 độ. Còn Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột của Tây Nguyên trời dịu mát hơn hẳn, không nơi nào vượt quá 31 độ. Nam Bộ không còn mưa bất chợt như hôm qua mà sẽ lui hẳn về chiều tối, mưa chỉ xảy ra một vài nơi. Thay vào đó trời nắng nhiều, kéo nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác trong khoảng 30-33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang dự báo là mưa giảm xuống vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Ở huyện đảo Hoàng Sa cũng ít mưa, gió là cấp 3, cấp 4. Trong khi đó, huyện đảo Trường Sa vẫn cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Kết thúc bản tin sẽ là dự báo cho các thành phố trong chiều và tối nay.